giờ xe chuẩn bị chuyển động các bạn nha. Bây giờ là 12 giờ kém 15 rồi. Xe trở đầu, xe đã quay trở về bên này là các bạn, dịch về là đường này các bạn, lên dốc để về đường này là do đường này đi xuống bên kia khó đi quá.